Nghệ An quan mười chấn thủ Nghệ An về huyện Thiên Bàn làm quan đất phủ xây chống đất chỉ trời lưỡi quân thiên chống đất chỉ trời đánh đánh dẹp bắt việc ngoại binh dân sáng giá anh hùng tuổi thanh xuân sáng giá anh hùng tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam cành hồng thấp thoáng trong thanh Nghệ An có đức thanh minh ra đời yên thiêng gương thiêng trong đất chỉ trời sông Lam sông cả sông Lam sông cả buồm sương một chiều rộng lên dựng nên đức thuần nhân yêu
quan đi thương quan đi thương họ bước hoa chân ông mười thất bộ đi bài thương lý đỗ so kim cổ anh nhập thần hoa khai quả kết bản gia kỳ xuân tây tiên quan hoàng người tình bút an thiên hạ trăm họ âu ca cổ thanh một tay xòe quạt ung đưa gió bức cảnh thương để họa tiên hoàng người ra
chứ sông Lam mà không mình đẹp như tranh. Tạo hóa xưa kia đã lập thành muôn thuở núi sông còn bên đồng đất Nam đàn người tình vẫn còn danh. Nói nắng bật mình ăn có ăn hào kia kia tiếng quan hoan người con lập lầm liệt bên ngàn xương. Ông mười vui gấm lưng mượn đi ra tay gìn giữ coi bờ Việt Nam. Mười hai cô tổ nữ đi theo trăm hoa cài tóc nhiều câu vắt ngà đầu lược hàng chân dần vắng hai cô cả dân yêu người cô nàng hai theo. Mà theo sau hồn đất mưa lề quê thỏi cô tư thêm trầu rất ông người xưa. Cô nàng nắng thì vào mê dân già hướng soi cứ sống đúng ương mà mịn ngoài đi mà chút gì yêu hầu sống. Tin cô nàng bày đi hoa hồng còn mì cô nàng tám kho ra kiệu rồng rước ông mười lên bốn con múa lượn cánh tiên mười hai các ngôi câu nữ hầu giả đôi đôn lông dò ra dẹp mây vàng trên thiên tiên lẽ ăn mây vàng có con xích tiểu rước ông mười về chấm thủ nghệ an thân giá hồi cung. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng thưởng thức phần trình diễn Loan Giá Quan Hoàng Mười của nghệ nhân Nguyễn Việt Trang.